Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một bông hoa hình Doraemon. Và nguyên liệu cần có là len màu đen, màu xanh min, màu đỏ, màu trắng, màu xanh lá cây, một ít bông, kim khâu. Kim móc mình sẽ chọn là đầu 3.0, kẽm lá, một chiếc que xiên và kéo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng bằng len màu trắng. Các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật lên mình, móc vào vòng tròn này là 6 mũi lơn. Kết thúc các bạn, móc xong đây là một mũi trượt và kết thúc vòng số 1. Sang vòng số 2, các bạn sẽ vào mũi chân là 2 mũi đơn. Kết thúc vòng số 2. Vòng 3, bạn sẽ đầu tiên là mũi đơn, tiếp theo một tăng đến một đơn, sau đó một mũi, và cứ móc như vậy đến hết. Kết hàng số 3, hàng số 4, bạn lên một bính. Hàng số 4 các bạn sẽ móc đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một tăng, sau đó là hai mũi, sau lại đến một mũi tăng. Bạn cứ móc hai mũi đơn, sau mũi tăng cuối vòng. Cuối cùng là một mũi đơn. Kết thúc số 4. Tăng vòng xuống. Các bạn móc là 3 mũi đơn. Sau đó đến một mũi tăng. Rồi tiếp tục lại 3 mũi đơn. Sau đó lại đến một mũi tăng. Và các bạn cứ móc như đến hết vòng. Kết thúc vòng số 5. Sang vòng số 6, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Vòng số 6,
các bạn cắt len để chuyển sang len màu xanh. Sau đó các bạn chuyển sang len màu xanh nhé. Hàng rồi các bạn lên và móc vào mũi là một mũi đơn. Sang hàng số 7, các bạn sẽ lấy len này. Sau đó lên một móc vào mũi chân là một kết thúc vòng số 7 sang vòng số 8. Vòng số 8 đến 10 các bạn sẽ móc mũi chân là mũi đơn. Kết thúc vòng số 10. Vòng số 11. Vòng 11 cái móc là
sẽ móc là 3 mũi đơn, đó là một mũi dài. Rồi tiếp tục lại 3 mũi. Sau đó đến một mũi giảm. Tương tự như vậy, các bạn móc đến cuối vòng. Kết thúc vòng 12, các bạn móc 2 mũi đơn, đó lại đến 1 mũi giảm. Rồi tiếp tục lại 2 mũi đơn, đến 1 mũi giảm. Và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng 2, sang vòng số 13. Đầu tiên là một mũi đơn, sau đó lại đến một mũi giảm. Kết thúc vòng, bạn dừng lại và nhồi vào ít bông. Và với các bạn sẽ là 6 mũi giảm nhé.
kết thúc các bạn. Dùng kim khâu và khâu dấu phần len thừa này đi. Và mình đã móc phần mặt như thế này. Giờ mình sẽ sử dụng len màu đỏ để móc cho nó cái mũi nhé. Tạo một vòng tròn ma thuật. Lên một bình. Móc vào đây là 6 mũi đơn. Len và kết thúc vòng. Các bạn cắt len. Được một cái mũi. Tiếp theo là sử dụng len màu trắng để móc cái phần mắt nhé. Các bạn tạo một vòng tròn ma thuật này. Lên một bính này, móc vào đây là 6 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1. Sang vòng số 2, các bạn sẽ móc mỗi chân 2 mũi đơn. Kết thúc vòng số 2. Và mình đã xong cái như vậy, các bạn móc thêm cho mình một cái mắt nữa nhé.
xong hai cái mắt. Tiếp theo mình sử dụng len màu xanh này để móc cho nó cái nhé, cái lá móc như sau. Đầu tiên là tạo một nút thắt, sau đó lên 10 bính. 10. Các bạn sử dụng cái đoạn kẽm cành này, kẽm lá này, và quay lại móc đầu chân thứ hai cho mình. Đầu tiên là mũi, đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi kép, tiếp theo là một mũi kép đơn. Ba chân tiếp theo mỗi chân một mũi kép đôi. Chân tiếp theo là một mũi kép đơn. Tiếp đến một mũi nửa kép. Chân cuối cùng là ba mũi kép, ba mũi đơn trên một chân. Ba mũi đơn trên một chân cuối cùng. Và mình đã xong một bên dây bính. Sang bên dây bính tiếp theo, sang bên đối diện, các bạn sẽ móc tương tự giống như cái phần dây bính vừa móc nhé. Đầu tiên sẽ là một mũi nửa kép, tiếp theo là một kép đơn. Ba chân tiếp theo mỗi chân một mũi kép đôi. Tiếp theo là một mũi kép đơn, rồi đến một mũi nửa kép. Cuối cùng là một mũi đơn. Sau đó các bạn móc sang bên đây là một mũi trượt và kết thúc cắt len. Sau đó các bạn sử dụng đoạn len thừa này nhé để quấn vào cái phần thừa này. Và mình đã móc xong được một cái như thế này. Tương tự như vậy, các bạn móc thêm cho mình một cái nữa. Và ở đây mình đã móc được hai cái lá như thế này. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng len màu đen.
Các bạn sẽ sử dụng cho mình là một đôi mắt với độ dài khoảng tầm 2 mm nhé. Sử dụng keo để gắn những bộ phận này lại đã. Và bây giờ mình sử dụng lên màu đen để thêm vào đây nó cái miệng và cái râu nhé. Các bạn sẽ theo một cái đường thẳng từ mũi xuống một cái vòng để tạo thành và mỗi bên 3 cái râu.
theo các bạn sử dụng cái phần que này, cho vào đây một ít keo. Sau đó các bạn cho nó xuống phần. Chọc nó vào phần này. Sau đó các bạn sử dụng len màu xanh để quấn vào xung quanh cái que này để tạo ra một cái. Bạn cho ít keo để nó giữ nhé. Đến đây các bạn dừng lại và sẽ nhấn cái đá vào đây. Đến gần cuối này các bạn đã cho một ít giữ thật nhé. Sau đó các bạn sẽ bẻ uốn cái lá này. Cái lá này ý thích của mình nhé. Và mình đã vừa hướng dẫn các bạn móc xong được một hoa hình Doraemon rồi. Đơn giản đấy không nào? Hy vọng dưới sự của mình, các bạn có thể tự tay móc cho mình được bông hoa Doraemon đáng yêu như thế này. Nếu thấy video hay, hãy cho mình một nút like, share. Đừng quên bấm theo dõi kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Chúc các bạn thành công.